Chúng ta tất cả mình đi tại điều kiện chuẩn bị vào để làm thủ tục chuyển đổi. Xin mời đại biểu vào chuẩn bị. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khi mà phát hiện được thi thể của em Hoa thì lúc bấy giờ là có bị vùi lấp dưới đất bùn nhiều lắm không anh? Dạ, vùi lấp dưới cành cây. Dưới cành cây? Dạ. Dạ. Và cái chỗ đó... Chỉ lòi, lòi lên một cái chân. Chỉ lòi một cái chân thôi. Dạ. Mặt mũi chắc là bị xây xước rất là nhiều anh ạ. Mặt mũi xây xước rồi. Vâng. Cái đầu nó nhét vào gốc cây. Đầu bị nhét vào gốc cây. Dạ. Thương tâm quá. Cái chỗ mà nơi mà thi thể em Hoa được tìm thấy đó là trong những ngày vừa qua người dân đã đi qua đó hàng, có thể nói là hàng nghìn lần rồi, nhưng mà không thể phát hiện được. Dạ đúng. Dạ. Và cho đến ngày hôm nay thì cũng được trời Phật đồ trì mách bảo cho nên là anh trai đây mới nhìn thấy được em Hoa, để ngày hôm nay gia đình mới có thể tổ chức cái tang sự, tổ chức mai táng cho em. Chứ còn nếu không thì cũng không biết đến khi nào. Thì như thế thì nó lại càng vô cùng là đau xót, vô cùng thương tâm anh ạ. Dạ, dạ. Và với những hình ảnh vừa rồi đấy, quý vị chúng ta nhìn thấy là cảnh đám tang tiễn đưa em Hoa, một người phụ nữ xấu số bị nước lũ cuốn trôi, hai chị em dâu bị nước lũ cuốn trôi ở tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Khánh chia sẻ đây để quý vị chúng ta được biết, để những nhà hảo tâm chúng ta có những cái tấm lòng, những cái sự chia sẻ để giúp đỡ cho gia đình của hai em. Được biết là em Hoa là một cái hoàn cảnh vô cùng nghèo khó quý vị, đến tại đến bây giờ còn chưa có nhà để ở. Hai đứa con đang còn rất là nhỏ, đứa 7 tuổi, đứa 3 tuổi. Đứa trẻ 3 tuổi từ lúc nãy giờ đây thì chưa hiểu được cái sự việc gì đang xảy ra. Mọi người hỏi thì đang còn bảo là mẹ đang đi làm. Rất là đau xót, rất là thương cho gia cảnh của các em quý vị, và rất là mong được những cái sự chia sẻ để giúp đỡ cho gia đình của hai em. Cảm ơn quý vị chúng ta đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn vào trong những thời gian vừa qua. Đó là hoàn cảnh của hai gia đình em Hoa và em Trang. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mong các quý vị hảo tâm giúp cho các cháu. Dạ. Ăn học đàng hoàng. Dạ vâng. Dạ. Ngoài anh trai ở đây thì còn rất là nhiều anh chị. Mặc dù là những người phụ nữ không có thể là lặn ở dưới suối để mà đi tìm thi thể của em Hoa, nhưng các chị, các em ở đây cũng rất là miệt mài. Như là chị gái ở đây chẳng hạn, cũng là một điển hình, một người mà đã là túc trực liên tục. Thôn trưởng. Dạ, dạ. Chị là thôn trưởng, khác thôn, cùng xã nhưng mà khác thôn, nhưng mà cũng huy động bà con nhân dân đi để tìm kiếm thi thể của em Hoa trong những ngày vừa qua. 3 đêm 4 ngày đấy. 3 đêm 4 ngày, liên tục luôn. Trưa nay là lực lượng là đưa cơm vào tại chỗ lằn để tìm kiếm em Hoa, là ăn trực tiếp luôn, đi phát hiện được thi thể em Hoa là tại cái điểm là chốt cuối cùng của điểm của nhà chị đấy. Dạ. Nhân lực thì ra hàng nghìn người đấy. Vâng. Bộ đội công an và chiến sĩ thì tất cả mọi bà con nhân dân là nhà chị lên loa phát thanh là để là kêu gọi nhân lực. Và dạ, đến nay là đã tìm được xác em Hoa thì nhà chị cũng rất là thỏa mãn và cảm ơn cái sự đồng lòng của bọn em là cũng đã trong mấy ngày qua là theo dõi gia đình và cũng mong muốn là ủng hộ cho là các cháu đang con nhỏ để có một cái cuộc sống thay đổi. Yeah. Dù sao thì mẹ cũng mất rồi. Vâng. Nhưng mà lại là giờ cảm thấy là hoàn cảnh của hai chị em tôi cùng một lúc lên rất là vất vả. Yeah. Do đó là mong muốn là nhà hảo tâm của hai Huy Khánh là quan tâm đến các cháu nhỏ để các cháu nhỏ có một cái cuộc sống là ổn định. Yeah. Thì thay lời cho địa phương ở thôn của 11 Hoa Linh Hương Khê. Với chị là cảm ơn là đoàn cũng như là tất cả anh em trong thời gian vừa qua là cùng đồng tình để là tìm kiếm em. Và nay là nhà chị rất là ghi nhận công lao của bà con nhân dân. Vâng. Đến tới thời điểm chót cuối á, thì em đã được về nơi ăn nghỉ cuối cùng rồi. Thì là chúng tôi thì là cũng rất là cảm ơn cả cái tấm lòng, hảo tâm và mong muốn là các em cùng đồng hành để tiếp theo cho gia đình. Vâng, vâng. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ, dạ. Và đây, quý vị, đây là con trai của em Trang. Hai chị em Trang và Hoa là hai chị em dâu ra đi để lại 5 đứa trẻ đang còn rất là thơ dại quý vị. 5 đứa trẻ đang còn ngây thơ lắm. Quý vị chúng ta nhìn thấy bên đây là hai ngôi mộ được nằm sát nhau. Trong những ngày vừa qua thì những tiếng khóc gào thét của người thân, trong đó là có bà nội và bà ngoại, nói rằng là hai chị em giống như hai đôi chim bồ câu
đi đâu cũng có đó, rất là yêu thương nhau, nhưng mà bây giờ không may thì đã ra đi một cách rất là thương tâm. Và đến bây giờ thì hai em nằm sát nhau đây quý vị, đây là em Trang, còn phía bên này là em Hoa. Được rồi, các cháu về rồi hả? Đây là con trai của em Trang. Từ đầu buổi tới giờ, từ lúc mà mọi người tập trung ra đây để đào huyệt đấy, là cháu trai đây đứng rồi ngồi rồi quỳ trước lăng mộ của mẹ. Một lần nữa thì Khánh cũng xin được đại diện cho những người theo dõi chương trình của Khánh, những nhà hảo tâm và cá nhân Khánh xin được cầu nguyện cho hương linh của hai em Trang và Hoa được yên nghỉ và được siêu thoát. Đến giờ phút này thì tạm thời là coi như những gì mà người thân, người dân địa phương ở đây cũng như là các cơ quan ban ngành đã giúp đỡ để đưa được em Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng rồi. Và toàn cảnh những hình ảnh mà quý vị chúng ta vừa theo dõi chính là toàn cảnh đám tang của em Hoa, người phụ nữ kém may mắn bị lũ cuốn trôi. Thành muốn chia sẻ với tất cả quý vị và những cái tấm lòng hảo tâm mà quý vị chúng ta gửi về để giúp đỡ cho hai gia đình, Thành sẽ cập nhật ở cái video tiếp theo sau khi mà gia đình đã lo tròn vẹn mai táng cho hai em xong. Thì Khánh sẽ quay trở lại và sẽ gặp gỡ hai gia đình và sẽ thay mặt cho quý vị trao những tấm lòng mà quý vị giúp đỡ đến cho hai gia đình quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì Khánh xin khép lại video ở đây.